chắc chắn với các anh chị em mình á là chúng ta sẽ gặp rất là nhiều cái từ chối, đúng không ạ? Và làm thế nào để vượt qua được cái từ chối này, thì ngày hôm nay Dũng sẽ hướng dẫn cho tất cả các chị em mình cách xử lý từ chối của khách hàng cũng như là xử lý từ chối của những ứng viên tiềm năng, đúng không ạ? Thì á, Dũng muốn chia sẻ cho tất cả các anh chị em mình trong Zoom ngày hôm nay á, một cái slide đầu tiên như thế này. Tất cả những cái người thành công vĩ đại thì đều trải qua rất nhiều sự từ chối các anh chị, đúng không ạ? Có cái người nào mà thành công mà không trải qua từ chối không ạ? Chúng ta thử kiếm ở bên ngoài bên ngoài xã hội coi, đúng không ạ? 100% những người thành công, những người trở nên giàu có, những người trở nên có giá trị, họ đã phải đối diện với rất nhiều sự từ chối. Thì Dũng muốn chia sẻ cho tất cả các anh chị em ngày hôm nay những cái tấm gương sau đây, đúng không ạ? Những cái tấm gương rất là nổi tiếng để cho chúng ta thấy được họ đã từng bị từ chối như thế nào, đúng không ạ? Thì cái tấm gương đầu tiên có phải là ở trong Zoom ngày hôm nay, bao nhiêu anh chị mình biết ông này ạ? Chúng ta comment số 1, đúng không ạ? Khi mà chúng ta biết cái vị tỷ phú này, chúng ta hãy comment đi ạ. Rồi, đúng không ạ? Thì đây là một trong những tỷ phú giàu nhất ở châu Á, đúng không ạ? Jack Ma của tập đoàn Alibaba. Thì cái câu chuyện của ông Jack Ma thì các anh chị em mình biết là đã từng 2 lần trượt đại học, đúng không ạ? 10 lần bị đại học Harvard từ chối, đúng không ạ? 30 lần xin việc thất bại nha các anh chị. Và cái quan trọng nhất á, là sau những cái sự từ chối đó, đúng không ạ? Sau hơn 15 năm khởi nghiệp, đúng không ạ? Thì ông đã trở thành người giàu nhất ở châu Á và người sở hữu tập đoàn Alibaba, đúng không ạ? Hùng mạnh. Đây là tấm gương đầu tiên Dũng muốn chia sẻ cho tất cả các anh chị em mình. Cái tấm gương thứ hai á, là bao nhiêu anh chị em mình biết người này ạ? Chúng ta comment tiếp số 2. Nếu mà chúng ta biết tên chúng ta comment luôn. Ha cả nhà ha. Đúng không ạ? Người này thì chắc chắn là ai cũng đã từng ăn ông ấy một lần rồi, đúng không ạ? Chúng ta đã từng, đúng không ạ, thưởng thức rất là nhiều món ngon. Đó chính là KFC, đúng không anh chị? Thì KFC được sáng chế ra bởi cái người đại tá tên là Sanders. Ha, ông này là ở bang Kentucky của Mỹ, đúng không ạ? Thì cái cuộc đời của ông này rất là lâm ly bi đát ha các anh chị em mình ha. Thứ nhất là 6 tuổi là bố mất, 16 tuổi bắt đầu bỏ học, đúng không ạ? 18 tuổi thì đã lập gia đình rồi, 20 tuổi là vợ bỏ và mang theo đứa con. Và 60 tuổi các anh chị em mình biết là về hưu mà trong tay không có bất cứ một đồng nào, đúng không ạ? Và phải sống bằng tiền trợ cấp của chính phủ. Và cái ông này ông đã từng suy nghĩ là chắc chắn là cái cuộc đời của mình đến năm 65 tuổi rồi thì không còn gì để mà phấn đấu nữa, và ông đã từng suy nghĩ là ông phải tự tử các anh chị em mình ạ. Nhưng mà ông vẫn rất là nung nấu một cái ý chí khởi nghiệp. Và chính vì vậy ông sáng chế ra một cái công thức có thể làm gà rán rất là ngon. Và ông đã từng đi chào hơn 1.009 cái cửa hàng khác nhau, đúng không ạ, ở tại nước Mỹ, và bị chính 1.009 cái cửa hàng đó từ chối, đúng không ạ? Và ngày hôm nay đã có một thương hiệu vô cùng tuyệt vời trên thế giới, đó chính là KFC, đúng không ạ? Vậy thì các anh chị mình thấy á, có phải là một cái người huyền thoại như thế này mà họ còn bị từ chối tới hơn 1.000 lần, đúng không ạ? Và họ mới bắt đầu thành công, đúng không ạ? Tất cả mọi người đều bị từ chối trước khi thành công. Giống như là cái người tỷ phú này thì chắc chắn là trong Zoom ngày hôm nay á, rất là nhiều người đang sở hữu những cái trái táo của ông ấy, đúng không ạ? Đó chính là Steve Jobs. Steve Jobs á, là cũng là một huyền thoại trong giới công nghệ, đúng không ạ? Thứ nhất là bị ba mẹ bỏ rơi và ông bỏ học và bị sa thải bởi cái công ty mình sáng lập. Và khi mà ông quay lại công ty Apple thì lúc đó là Apple là gần như là đang phá sản các chị em mình, đúng không ạ? Gần như là phá sản đó. Và cái quan trọng nhất là khi mà Steve Jobs quay trở về á, đã giúp cho Apple ngày hôm nay là tập đoàn hàng ngàn tỷ đô, đúng không ạ, ở trên toàn cầu đó. Đây là công ty gần là công ty đầu tiên nè, cán mốc 1.000 tỷ đô trên toàn cầu nè. Tiếp tục là Michael Jordan. Bao nhiêu anh chị em mình là biết huyền thoại này, chúng ta comment, đúng không ạ? Đây là một trong những huyền thoại, nếu mà ai yêu thích về thể thao á, thì mới biết hai cả nhà ha. Đó, đúng không ạ? Chắc là cũng ít anh chị em mình biết, đúng không ạ? Thì á, cái ông Michael Jordan này á, đã từng bị loại khỏi đội bóng rổ của trường, và về nhà các anh chị em mình á thấy là đóng cửa khóc như một đứa trẻ, đúng không ạ? Và sau khi ông luyện tập liên tục, đúng không ạ, thông qua những cái lần mà bị từ chối, những cái lần bị phản đối, đúng không ạ, những cái lần thất bại đó, thì bây giờ ông trở thành huyền thoại bóng rổ của Mỹ và đã từng đạt 6 cái giải NBA, đúng không ạ? Là 6 cái giải danh giá nhất ở trong cái ngành bóng rổ, đúng không ạ? Rồi, các anh chị em mình có biết cái tác giả này không? Bao nhiêu người đã từng đọc qua cái bộ bộ sách Harry Potter,
đúng không ạ, hoặc là đã từng xem phim Harry Potter rồi ạ, thì chúng ta comment số 1. Đúng ạ, chúng ta hãy comment số 1. Thì á, đây chính là một trong những cái người mà Dũng rất là ngưỡng mộ các chị em mình ha. Vì đây là một người phụ nữ, thứ nhất là bà đã bị ly hôn và trở thành mẹ đơn thân ở cái tuổi rất là trẻ, đúng không ạ? Và bị trầm cảm trong suốt một cái thời gian rất là dài. Và cũng giống như là ông đại tá Sander, đúng không ạ? Cũng đã từng sống bởi tiền trợ cấp của chính phủ và cũng đã từng nghĩ đến cái việc mà tự tử các anh chị. Và cái quan trọng nhất là khi mà bà sáng tác ra cái bộ sách Harry Potter và đã chào hơn 12 lần cái nhà xuất bản, thì 12 cái nhà xuất bản đó đã từ chối các anh chị ạ. Và rất là may mắn cái nhà xuất bản cuối cùng là đồng ý sản xuất cái bộ truyện này. Và bây giờ có phải là bà ấy là trở thành là một trong những gọi là triệu phú ở bên nước Mỹ không ạ? Và trở thành một trong những cái tượng đài đã sáng tác ra cái bộ truyện tranh là Harry Potter, đúng không ạ? Rồi, tiếp tục. Vậy thì á, các anh chị em mình á, để á, là có phải là tất cả những cái lĩnh vực nào cũng sẽ có rất nhiều những người thành công và cũng sẽ có rất là nhiều cái câu chuyện của họ, đúng không ạ? Sẽ có rất là nhiều cái thử thách, những cái thất bại của họ cũng như là cái sự từ chối của những cái đối tác của họ, đúng không ạ? Vậy thì á, kinh doanh Amway nó cũng là một ngành kinh doanh thì chắc chắn nó cũng sẽ có rủi ro, đúng không ạ? Vậy thì á, cái rủi ro lớn nhất ở trong kinh doanh của Amway là gì ạ? Nó không phải là về tiền các anh chị. Cái kinh doanh Amway á, nó rất là khác kinh doanh truyền thống. Kinh doanh truyền thống á, là rủi ro là mất khách nếu mà chúng ta kinh doanh không được. Thứ hai là mất tiền, mất vốn. Cái thứ ba á, là chúng ta mất doanh thu, đúng không ạ? Và cái thứ tư là có thể là chúng ta sẽ phá sản, đúng không ạ? Và chúng ta mất hết. Còn đối với kinh doanh Amway á, rủi ro Dũng chả gọi nó là rủi ro các chị, mà Dũng gọi nó là cái thách thức, đúng không ạ? Đó chính là các anh chị phải vượt qua được cái sự từ chối mà thôi, đúng không ạ? Tại vì Amway các anh chị em mình á, khởi nghiệp á, các anh chị em mình á, có phải đầu tư rất là nhiều tiền không, đúng không ạ? Chúng ta có phải á, là lo lắng là phải mở cửa lời lỗ hay thu chi không ạ? Không, đúng không ạ? Không có bất cứ cái gì hết. Chúng ta chỉ có cái duy nhất chúng ta có dám làm hay không, đó là dám vượt qua sự từ chối để thành công hay không mà thôi, đúng không ạ? Vậy thì á, những cái sự từ chối đến từ Amway á, thì nó có những cái câu hỏi nào, đúng không ạ? Thường thì nó sẽ có những cái câu hỏi nào. Cái điều đầu tiên á, là đến về công ty, đúng không ạ? Cái câu hỏi về công ty thì á, là Amway là đa cấp, mà đa cấp là lừa đảo mà ta, đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị mình á, là đã từng gặp cái câu hỏi này của khách hàng, đúng không ạ? Hoặc của những nhà phân phối tiềm năng mà các anh chị muốn chia sẻ kinh doanh, là chúng ta comment số 1. Ôi, rỡ, lãnh đạo rỡ OBB nhiều quá, gặp nhiều từ chối quá rồi còn gì nữa. Đúng ạ, rất là nhiều người đã gặp phải cái sự từ chối, cái sự phản đối như thế này, đúng không ạ? Vậy thì á, Amway các anh chị em mình để ý á, nó thực sự trên thế giới nó gọi là ngành bán hàng trực tiếp ha, direct selling hay là multi level marketing. Nhưng mà khi về Việt Nam á, thì chính phủ Việt Nam mình á, gom vô. Tại vì hồi đó lúc mà Amway về Việt Nam á, nó chỉ có mỗi cái ngành gọi là ngành bán hàng đa cấp mà thôi, đúng không ạ? Và chính phủ á, thấy là thôi bây giờ gom vô luôn một ngành cho dễ quản lý. Chính vì vậy là Việt Nam là Amway mang cái tên gọi là đa cấp, đúng không ạ? Mà các chị em mình biết á, là cái ngành đa cấp ngày xưa á, rất là nhiều cái công ty Việt Nam cũng như là công ty mà Trung Quốc nó về đây nó gọi là nó lừa đảo khách hàng rất là nhiều, đúng không ạ? Cho nên nó mang một cái tiếng xấu cho cái ngành này. Nhưng mà các chị em mình để ý á, đã gọi là ngành, nghĩa là ngành là được cấp phép bởi gọi là chính phủ á các chị em mình ha, của Bộ Công Thương, đúng không ạ? Vậy thì cái bản chất của ngành là tốt, giống như ngành giáo dục nè, tốt, đúng không ạ? Ngành công an, đúng không ạ? Ngành y tế, đúng không ạ? Rồi những cái ngành về giao thông vận tải. Vậy thì ngành đa cấp nó cũng là một ngành. Nếu mà nó không gọi là một ngành á, thì chính phủ đã dẹp lâu rồi, đúng không ạ? Vậy chứng tỏ nó tạo ra giá trị cho xã hội thì nó mới được gọi là ngành, đúng không ạ? Và trong cái ngành đó các anh chị em mình biết đó, ngành thì bản chất nó tốt, nhưng mà dưới ngành á, nhỏ hơn ngành là công ty, đúng không ạ? Có rất là nhiều công ty trực thuộc ngành. Vậy thì cái bản chất công ty là công ty xấu, đúng không ạ? Sẽ có công ty xấu và công ty tốt. Nhưng mà cái người dân á, là người ta hay đánh đồng các chị em mình ha. Có nhiều khi người ta chả biết luôn, nhưng mà người ta đánh đồng luôn. Amway là đa cấp thì đa cấp nó là xấu, đúng không ạ? Gom vô hết là xấu luôn, đúng không ạ? Nhưng bản chất của Amway rất là tốt. Nếu mà anh chị em nào đã từng trải nghiệm sản phẩm cũng như là đã từng nghe cơ hội kinh doanh á, thì đều biết là Amway rất là tốt, rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Vậy thì trong công ty chắc chắn là sẽ có công ty tốt và công ty xấu. Và trong công ty tốt đi, thì cũng sẽ có những nhà phân phối làm xấu và những nhà phân phối làm tốt,
Đúng ạ. Các anh chị có đồng ý về cái quan điểm này không ạ? Nếu mà chúng ta đồng ý, chúng ta comment số 1. Ha cả nhà ha. Có phải là trong trong công ty á là sẽ chắc chắn sẽ có những nhà phân phối làm sai và những nhà phân phối làm đúng, đúng không ạ? Vậy thì suy xét cuối cùng á, cái bản chất mà làm cho rất là nhiều cái điều tai tiếng, đúng không ạ, đều là do con người các chị em mình ha, là do con người làm ra hết, đúng không ạ? Nếu chúng ta là bản chất chúng ta là người tốt thì chúng ta sẽ làm kinh doanh tốt. Chúng ta là bản chất chúng ta là người xấu, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ làm kinh doanh xấu, đúng không ạ? Và chúng tin á, là đội nhóm của mình á, là luôn luôn đi theo triết lý là làm kinh doanh đúng, cho nên tất cả các chị em mình chúng ta đều là những người rất tốt, rất tuyệt vời, đúng không ạ? Rồi ok, thì chúng xong cái câu hỏi này dành cho các anh chị em mình ha. Rồi tiếp tục. Em quay nước ngoài tốt nhưng mà về Việt Nam thì bị biến tướng, đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị là đã từng gặp cái câu hỏi này rồi, chúng ta comment luôn tôi, đúng không ạ? Đúng không ạ? Rất là nhiều người cũng có thể đã gặp qua cái câu hỏi này. Đó. Thì á, cái việc á, là Amway á, nước ngoài rất là tốt như vậy biến tướng á, thì các anh chị biết á, là theo các anh chị á, một cái tập đoàn phát triển hơn 109 quốc gia mà phát triển hơn 60 năm thì có khi nào họ bị điên, họ về một cái quốc gia gọi là đang phát triển để họ phá hoại cái danh tiếng không ạ? Đúng không ạ? Có bao giờ họ đem cái danh tiếng hơn 60 năm phát triển hơn 109 quốc gia để qua một quốc gia nhỏ lẻ, đúng không ạ, để phát triển và để phá hoại cái danh tiếng không? Chúng ta phải đặt ngược cái câu hỏi lại như vậy, đúng không ạ? Vậy thì á, cái bản chất của kinh doanh Amway á, ở bất cứ quốc gia nào, công ty Amway đều rất cam kết và minh bạch và liêm chính anh chị em mình ha. Đó, Dũng đã nói chia sẻ như lúc đầu á, bản chất bị biến tướng là do con người làm sai, đúng không ạ? Vậy thì á, quy xét cuối cùng vẫn là do con người gây dựng nên những cái điều tiếng, những cái tai tiếng, đúng không ạ? Rồi, còn lại là làm quay ở bất cứ nước nào, bất cứ quốc gia nào đều rất là thực hiện đúng pháp luật và rất là nghiêm túc và rất là cam kết, đúng không ạ? Rồi, tiếp tục. Một số câu hỏi về sản phẩm quay. Sản phẩm quay mắc quá, đúng không ạ? Nghèo như này làm sao mà mua được, đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị là đã từng gặp cái câu hỏi này? Chúng ta comment là tôi luôn. Và các chị nào mà cảm thấy là sản phẩm quay rất là mắc rồi, chúng ta comment luôn, được không ạ? Rồi cả nhà, ok, rất là nhiều người, đúng không ạ, rất là nhiều các anh chị em mình đang comment tôi có em Cường quá rẻ. Rồi thì các anh chị em mình biết là từ lúc mà Dũng bắt đầu kinh doanh Amway á, thì Dũng cũng gặp được rất là nhiều cái câu hỏi về cái sản phẩm, đúng không ạ? Họ luôn luôn đặt ra, họ nói là sản phẩm Amway giá như này sao bán, giá như này sao dùng, đúng không ạ? Ngày xưa Dũng cũng, khi mà Dũng chưa trải nghiệm, Dũng chưa trải nghiệm, Dũng cũng thấy nó rất là mắc. Nhưng mà khi Dũng bắt đầu Dũng trải nghiệm sản phẩm rồi thì Dũng lại thấy là sản phẩm quay là nó rất là rẻ các anh chị. Nó không hề mắc chút nào luôn, đúng không ạ? Vậy thì Dũng cho các anh chị lựa chọn nè. Ngày hôm nay giả sử chúng ta có hai cái thương hiệu điện thoại. Cái điện thoại đầu tiên là điện thoại Trung Quốc, không có cái tên tuổi gì hết. Và cái điện thoại thứ hai là cái điện thoại iPhone, đúng không ạ? Giả sử các anh chị đủ tiền để mua iPhone thì các anh chị sẽ chọn cái thương hiệu nào? Các anh chị tự comment đi ạ. Các anh chị thích xài iPhone hay là các anh chị thích xài điện thoại Trung Quốc, đúng không ạ? Giả sử hai cái thứ điện thoại này nó cũng ngang giá nhau luôn. Cái điện thoại Trung Quốc 28 triệu, cái Pro Max bây giờ cũng 28 triệu, thì các anh chị thích cái sản phẩm nào hơn? Anh chị nào thích iPhone ạ? Anh chị nào thích iPhone chúng ta comment. Đúng không ạ? Rất là nhiều người, đúng không ạ, thích iPhone, đúng không ạ? Tại vì sao? Tại vì các chị em mình biết á, là ngày hôm nay á, cái sản phẩm của Amway của mình á, là mình bán cái giá trị của sản phẩm chứ không phải là bán cái giá cả sản phẩm các chị em mình ha. Các anh chị em mình hãy nên nhớ như vậy, đúng không ạ? Tại sao á, cái thương hiệu Apple, cái thương hiệu iPhone, đúng không ạ, là cái thương hiệu điện thoại số 1 trên thế giới? Tại vì nó mang lại rất là nhiều cái trải nghiệm cho người tiêu dùng, đúng không ạ? Dũng bảo đảm với các anh chị em mình luôn á, là có rất là nhiều người họ xài iPhone á, nhưng mà họ không xài hết cái chức năng của cái iPhone nữa cơ, đúng không ạ? Ngày hôm nay thậm chí các anh chị em mình đang cầm cái điện thoại, Dũng bảo đảm chưa bao giờ khai thác hết cái chức năng của cái điện thoại đó, đúng không ạ? Vậy thì tại sao chúng ta lại mua? Có phải là chúng ta mua là vì á, là cái này á, nó ba lỗ, nhìn nó rất là sang chảnh, đúng không ạ? Cầm lên là biết iPhone Pro Max 11,
đúng không ạ? Có phải là mình thích là vì nó là cái đời mới nhất, đúng không ạ? Nó VIP nhất, đúng không ạ? Mình mua về mình chỉ có tác dụng là nghe gọi chọi thôi, nhưng mà mình vẫn mua, đúng không ạ? Và thậm chí có rất là nhiều người họ sẵn sàng vay mượn để họ mua luôn, đúng không ạ? Vậy thì họ mua vì cái điều gì? Đó chính là họ mua vì cái giá trị của sản phẩm, các anh chị em mình ha. Ngày hôm nay các anh chị em mình làm Amway á, là các anh chị em mình là đang đi bán cái giá trị, chứ không phải là đang đi bán cái giá cả của sản phẩm, đúng không ạ? Vậy thì mình so sánh ngược lại là sản phẩm Amway á, nó mắc là so với cái gì? Giống như cây kem đánh răng á, là xài 8 tháng so với cái kem đánh răng ngoài thị trường xài có 1 đến 1 tháng rưỡi là hết rồi. Vậy thì cái của mình có mắc hay không? Đúng không ạ? Và nó mang lại cái giá trị gì cho người tiêu dùng? Thì chúng ta phải đặt cái câu hỏi như vậy, thì chúng ta sẽ tìm ra được cái đáp án, đúng không ạ? Và ngày hôm nay Dũng cho tất cả các anh chị em mình á, một cái câu chân lý á, là khách hàng á, họ mua cái sản phẩm vì cái giá trị của cái sản phẩm, đúng không ạ? Chứ không bởi vì cái giá thành. Ha cả nhà ha. Có bao nhiêu anh chị em mình á, ra ngoài đường á, là thấy rất là nhiều các anh chị em mình á, là làm công ty, làm công nhân nè, đúng không ạ? Nhưng mà vẫn sẵn sàng mua những cái điện thoại rất là mắc tiền và những cái chiếc xe rất là mắc tiền. Chúng ta comment số 1, đúng không ạ? Tại vì ngày xưa nhà Dũng ở ngay gần khu công nghiệp Dĩ An, khu công nghiệp Sóng Thần đó, thì đã gặp rất là nhiều cái trường hợp này. Các anh chị em mình biết là những cái bên cho vay tài chính, đúng không ạ? Họ rất là thích đánh vào tầng lớp là làm công ty luôn, làm công nhân luôn. Các anh chị em mình biết sao không? Tại vì là cái độ tiêu dùng của các anh chị em công nhân tiêu dùng rất là mạnh luôn, đúng không ạ? Họ sẵn sàng vay mượn để đi mua, đúng không ạ? Ở trong đây là có rất là nhiều anh chị em là làm công ty là chắc chắn là biết cái điều này, đúng không ạ? Đó, chính vì vậy là hãy đem giá trị ra để bán cho khách hàng, đúng không ạ? Đừng bán giá cả, các cả nhà ha. Và Dũng cũng được học một cái câu của cái người thầy rất là hay. À, thầy á, chia sẻ cho Dũng một cái câu như này: thực sự á, là không có sản phẩm nào mắc cả, đúng không ạ? Chỉ vì cái túi tiền của bạn không đủ mua mà thôi, đúng không ạ? Và Dũng nghe cái câu này Dũng rất là thấm luôn các anh chị, đúng không ạ? Tại vì á, mình chưa, cái túi tiền của mình chưa được nâng cao, cho nên là mình nhìn đâu mình cũng thấy mắc. Nhưng mà hãy đặt cái mục tiêu á, là nâng cao cái thu nhập của mình, đúng không ạ? Nâng cao cái túi tiền của mình á, thì các anh chị em mình á, sẽ tiêu dùng không cần nhìn giá luôn các anh chị em mình ha. Và đó là cái mục tiêu chúng ta cần phải hướng tới, đúng không ạ? Chứ không phải là tiết kiệm, đúng không ạ? Tiết kiệm thì chắc chắn không thể giàu được, ha cả nhà ha. Rồi, tiếp tục. Sản phẩm quay tốt như vậy, tại sao không bán ở các cửa hàng siêu thị hay là quảng cáo TV trên mạng? À, bao nhiêu anh chị em mình đã nhận được cái câu trả lời này ạ? Đúng không ạ? Và chúng ta có cái thắc mắc như này không? Tại vì đa phần là các anh chị em mình mới, đúng không ạ? Chắc chắn là cũng sẽ có thắc mắc đó. À, anh chị em nào mình có là mình comment thôi nha. Vì nó là độc quyền mà. Chính xác. Đúng không ạ? Rồi, vậy thì á, rất là nhiều người cũng đã nhận được cái câu này, đúng không ạ? Thì các anh chị em mình biết á, Amway dư sức để mở ra những cái cửa hàng, những cái chuỗi, đúng không ạ? Cái giá trị thương hiệu của Amway đến nay là hơn 82 tỷ đô la Mỹ. Đúng không ạ? Là nó ngang với lại cái người giàu thứ hai trên thế giới, giống như là ông Bill Gates, đúng không ạ? Ngang với tài sản của Bill Gates. Vậy thì họ dư sức để mở rất là nhiều cái chuỗi ở tại Việt Nam luôn, đúng không ạ? Họ sẵn sàng mở ra giống như Big C, Metro, Copmark. Vậy thì tại sao họ lại không làm như vậy? Các anh chị biết á, là ngay từ cái thợ sơ khai á, của công ty Amway á, là hai nhà đồng sáng lập đã có một cái triết lý kinh doanh, đó là chính là cung cấp cơ hội kinh doanh đến cho tất cả mọi người trên thế giới này. Đó chính là cái triết lý kinh doanh ngay từ năm 1959 khi Amway bắt đầu lập nghiệp và được bảo tồn đến ngày hôm nay hơn 60 năm ha, các anh chị em mình ha. Các anh chị em mình hình dung cái điều đó mà. Nghĩa là Amway ngày hôm nay không muốn gọi là giống như những cái thương hiệu như là Big C, Metro, Copmark, đúng không ạ? Amway muốn tạo ra sản phẩm tốt và dùng chính những cái sản phẩm đó để cung cấp cơ hội kinh doanh cho rất nhiều người tiêu dùng, để chúng ta có thể là kiếm được thu nhập cũng như là chúng ta có thể là có một cái sự nghiệp kinh doanh, đúng không ạ? Chính vì vậy là Amway không có bỏ hàng vào những cái khâu siêu thị hay những cái cửa hàng trung gian, đúng không ạ? Hay là quảng cáo trên mạng hay là TV, đúng không ạ? Đó là do Amway muốn cho các nhà phân phối của Amway là được độc quyền phân phối. Và chúng ta, chính vì vậy là chúng ta mới có cái hoa hồng trung gian lên tới 45%, đúng không ạ? Tổng các loại hoa hồng. À, cái điều này các anh chị em mình hình dung chưa? Đó, hai cả nhà ha. Rồi, tiếp tục. À, câu tiếp theo là sản phẩm tốt như vậy là tôi chưa bao giờ nghe qua, đúng không ạ? Rất là nhiều người cũng đã, ngày xưa Dũng bắt đầu kinh doanh Amway á, các anh chị em mình biết là cũng đã gặp rất là nhiều cái câu hỏi này. Sản phẩm tốt như vậy mà sao chưa thấy trên thị trường, đúng không ạ? Sản phẩm toàn top 1, top 5 luôn, nhưng mà sao lại chưa thấy trên thị trường mới ghê chứ. Đúng không ạ? Thì các anh chị em mình biết á,
Dũng đã xử lý từ chối như nào mà. Thì Dũng đã chia sẻ cho tất cả các anh chị em mà đã phản đối Dũng á. Dũng hỏi có biết là cái thương hiệu điện thoại Vertu không? Đúng ạ. Thì hầu như rất là ít người biết. Bao nhiêu các anh chị trong đây biết là cái thương hiệu điện thoại Vertu ạ? Chúng ta comment số 1. Đúng ạ, hay là chúng ta chỉ biết Samsung rồi iPhone đúng không ạ? Xiaomi đúng không ạ? Đó, cũng rất là nhiều người biết nè đúng không ạ? Ngày xưa chúng hỏi thương hiệu điện thoại Vertu không ai biết. Đúng không ạ? Rồi hỏi những cái thương hiệu mà nổi tiếng trên toàn cầu á, rất ít người biết đúng không ạ? Nhưng mà các chị em mình biết á, có phải là cái điện thoại Vertu không quảng cáo rầm rộ như Apple đúng không ạ? Nhưng mà một chiếc điện thoại có thể lên tới 4-5 tỷ là bình thường. Đúng không ạ? Một cái chiếc điện thoại không tin anh chị em nào á, vô gõ cái từ Vertu á, đây Dũng gõ cho anh chị em mình lên Google tra là biết liền. Đúng không ạ? Chỉ cần tra cái chữ Vertu ra thôi á là choáng luôn, choáng váng luôn á. Đúng không ạ? Không có cần quảng cáo, không cần tiếp thị, không cần cái gì hết. Nhưng mà một cái điện thoại nào ra lò là chất như thế, chất như nước cất vậy đúng không ạ? Một cái nó có thể lên tới 4-5 tỷ là chuyện bình thường. Ha cả nhà ha. Và chức năng là thua xa iPhone luôn. Đúng không ạ? Vậy thì nó cũng là sản phẩm rất là tốt nhưng mà nó đâu có quảng cáo đâu. Đúng không ạ? Vậy thì á, ngày hôm nay cái điều mà các anh chị không biết không có nghĩa là nó không tồn tại. Đúng không ạ? Cái điều mà chúng ta không biết không có nghĩa là nó không tồn tại ha cả nhà ha. Hãy luôn luôn nhớ cái câu này cả nhà ha. Rồi tiếp tục. Và một cái số cái câu hỏi kinh doanh về Amway, tôi không biết bán hàng. Đúng không ạ? Rất là nhiều người khi chúng ta tuyển dụng, khi chúng ta mở thẻ kinh doanh, khi chúng ta đề nghị hợp tác thì họ lại nói là tôi không biết bán hàng. Đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị là cảm thấy cái điều này và bao nhiêu anh chị là cũng đang rất là chưa tự tin để bán hàng, chúng ta comment. Tôi hai cả nhà ha. Các anh chị em mình đâu hết rồi ta? Mình thấy đèn camera hết rồi, không biết là có đang còn nghe đầy đủ không? Có nghe nha. Ok, Hùng là quá tích cực rồi. Rồi, ok. Đúng ạ. Tôi không biết bán hàng đúng ạ. Thì Dũng chia sẻ cho các anh chị em mình á, thực sự trong Zoom này á, các anh chị em mình á ai cũng đang bán hàng hết á. Các anh chị em mình biết tại sao ạ? Có phải là ngày hôm nay chúng ta bán hàng không phải là kinh doanh các anh chị ha, không phải là chúng ta mở cửa hàng ra chúng ta kinh doanh gọi là chúng ta bán hàng. Đúng ạ. Không phải là giống như là em An ở trong Zoom, em An đang kinh doanh bán cuốn ạ, là đang bán hàng về hàng ăn đúng ạ. Tất cả mọi người trong Zoom này đều đang bán bất cứ một cái món gì đó. Cả nhà hình dung ha. Ngày hôm nay chúng ta bán ở đây là bán sức khỏe. Đúng rồi. Anh chị em mình đều đang phải lao động. Có phải là chúng ta đang bán sức khỏe không? Chúng ta đang bán cái gì ạ? Bán chất xám đúng không ạ? Chúng ta đang bán cái sức lao động đúng không ạ? Và chúng ta đang bán cái nhiều nhất đó chính là bán cái thời gian của mình. Cả nhà hình dung ạ. Vậy thì á, ngay cả cái đứa trẻ mà mới sinh ra, mới lọt lòng nó cũng biết bán hàng rồi các anh chị. Lúc mà nó khóc là nó đói, đúng không ạ? Nó đòi, "Ôi cho tôi sữa đi, tôi mới no, tôi mới hết khóc" đúng không ạ? Giống như con của Dũng đúng vậy. Nó gần 2 tháng đúng không ạ? Cái lúc nào nó khóc là biết là lúc đó là nó đói rồi, chuẩn bị là phải cho sữa rồi, đúng không ạ? Cho nên á là cái việc mà bán hàng đó là cái việc mà xảy ra thường xuyên mỗi ngày rồi các chị em mình ha. Và cái người giàu nhất trên thế giới là cái người bán hàng giỏi nhất. Ngày hôm nay không phải là bán hàng, là bán rất là nhiều hàng các chị, mà bán hàng chính là bán cái giá trị của các anh chị cho cái khách hàng xung quanh. Ngày hôm nay các anh chị đang bán cái gì cho họ, đúng không ạ? Bán cái sự hiểu biết, đúng không ạ? Bán cái sự chia sẻ, đúng không ạ? Bán cái trải nghiệm, chứ không phải là ngày hôm nay anh chị cầm hàng đi bán lung tung lung ta là gọi là bán hàng đâu, đúng không ạ? Cái người giàu nhất trên thế giới là cái người bán rất nhiều cái giá trị cho nhiều người trên thế giới, đúng không ạ? Giống như á cái ông Bill Gates, đúng không ạ? Tại sao ông giàu? Có phải là ông tạo ra cái phần mềm Windows, đúng không ạ? Để cho những cái laptop, những cái PC có thể sở hữu những cái phần mềm đó và khởi chạy được. Các anh chị hình dung chưa ạ? Chính vì vậy ông trở nên giàu có nhất trên thế giới. Tại sao Amazon lại trở thành tỷ phú giàu nhất trên thế giới? Đúng không? Ông Jeff Bezos có phải là ông tạo ra một cái trang gọi là trung gian để có thể là kết nối cái người mua và người bán lẫn nhau, đúng không? Đó chính là cái việc mà khi các anh chị em mình tạo ra rất nhiều giá trị cho khách hàng, chắc chắn các anh chị em mình sẽ trở nên giàu có. Người nào càng giải quyết vấn đề cho khách hàng càng nhiều, người đó sẽ trở nên rất là giàu có. Cả nhà hãy nhớ cái điều này ha. Rồi, ok. Chúng ta hãy comment đi ạ. Tôi mang đến giá trị cho người khác, đúng không ạ? Chúng ta hãy comment ha. Chúng ta comment tôi mang đến giá trị cho người khác ha, để cho cả nhà thấy á,
là cái việc bán hàng nó không không có gì gọi là khó cả, đúng không? Không có gì gọi là áp lực, cũng không có gì gọi là ghê gớm cả, đúng không? Mình đang bán á, mình đang cầm những cái sản phẩm tốt nhất trên thế giới, đúng không? Chứ không phải là những cái sản phẩm mà không có thương hiệu, những sản phẩm trôi nổi, đúng không? Chúng ta có sản phẩm tốt nhất, chúng ta cứ mạnh dạn mà chia sẻ. Các chị em mình ha, vũ khí trong tay chúng ta là vũ khí tốt nhất rồi, không cần gì phải ngần ngại nữa. Và cái quan trọng nhất là trong Amway các anh chị phải bán trước cho bản thân mình, đó là chính là bán cho chính mình, trải nghiệm trước, đúng không ạ? Mình hãy trải nghiệm thật nhiều mình mới bán được nhiều, đúng không ạ? Mình trải nghiệm ít mình sẽ bán được ít ha, cả nhà ha. Ở trong kinh doanh Amway nó là vậy, đơn thuần nó là vậy, đúng không ạ? Rồi tiếp tục. Amway kiếm tiền chậm lắm, sao làm quá em thấy tiền. Bao nhiêu anh chị là mình đã được gặp cái câu này ạ? Trời ơi, làm quay tôi thấy làm mấy tháng có thấy đồng nào đâu, đúng không ạ? Làm cả năm trời không có đồng tiền nào hết trơn. Anh chị em nào đã gặp câu hỏi này? Đúng không ạ? À, ngày xưa Dũng bắt đầu kinh doanh quay á, em gặp hoài. Các chị em mình biết là ngày xưa truyền bây giờ mới bắt đầu được 2 ngày mà đã gặp rồi em, hay dữ. Rồi, thì các chị em mình biết á, là ngày xưa Dũng bắt đầu kinh doanh Amway á, thì Dũng cũng gặp câu hỏi này rất là nhiều các chị. Họ nói là làm Amway kiếm tiền chậm bà cố luôn, 3 tháng, 6 tháng không thấy đồng nào, tháng kiếm được mấy trăm ngàn, đúng không ạ? Thà đi làm công ăn lương còn hơn. Các chị hình dung ạ, rất là nhiều cái câu trả lời như vậy. Thì các chị biết á, Dũng cho các chị một cái bài toán như thế này. Amway bản chất nó là kinh doanh. Các chị hãy nên nhớ nha, kinh doanh á, không có cái kinh doanh nào mở ra mà có lời liền đó các chị, đúng không ạ? Không có bất cứ một cái ngành kinh doanh nào mà mở ra là nói tôi lời liền, đúng không ạ? Không bao giờ có. Các chị em mình nên nhớ như vậy. Ngày hôm nay các chị em đầu tư một cái gì đó, ít nhất nha, nếu mà kinh doanh truyền thống á, mở một quán cà phê 5 năm, 10 năm sau mới thu hồi vốn, đúng không ạ? Gọi là nhanh á. Và các chị đầu tư một căn nhà chung cư cho thuê, đúng không ạ? Ít nhất phải trên 20 năm, đúng không ạ? Vậy thì á, so với một ngành kinh doanh mà các chị làm có 2-3 tháng, làm mới 3-6 tháng, đúng không ạ? Làm mới có 1 năm, làm có 2 năm mà các anh chị đòi là kiếm tiền nhanh, là kiếm tiền nhanh như thế nào, đúng không ạ? Trong khi đó là những cái tháng đầu tiên, những cái năm đầu tiên á, là mình cũng chỉ là một cái người học việc, đúng không ạ? Mình mới bắt đầu tập chứng kinh doanh, đúng không ạ? Ở trong Zoom này là có phải là có em An là đã từng kinh doanh bánh cuốn, đúng không ạ? Chắc chắn khi mà mình đầu tư ra mình cũng cần một cái thời gian để thu hồi vốn, đúng không em? Em có thể chat cho mọi người biết, đúng không ạ? Chắc chắn là mình đầu tư mà mình bắt buộc phải có cái khoảng thời gian để mình thu hồi vốn rồi mới bắt đầu là nghĩ đến lợi nhuận. Các anh chị mình hình dung ha. Vậy thì cái kinh doanh của Amway nó cũng là kinh doanh. Mà rất là nhiều người họ rất là kỳ lạ nha. Họ nhìn kinh doanh Amway giống như là nó dễ lắm vậy, vô phát là tháng đầu tiên đòi kiếm mấy chục triệu, đúng không ạ? Vẫn sẽ có những người kiếm được mấy chục triệu ngay tháng đầu tiên các chị ha. Nhưng mà đó là những người xuất chúng, đúng không ạ? Những người gọi là thứ nhất là mối quan hệ họ rất là nhiều. Cái thứ hai là họ có những cái quan hệ rất là chất lượng, đúng không ạ? Cái thứ ba là họ gọi là rất là máu lửa để họ phát triển kinh doanh, thì họ có thể là tháng đầu tiên họ cũng có thể kiếm được 20-30 triệu thì cũng có, nhưng mà cái số đó số ít, đúng không ạ? Nhưng mà cái người mà làm kinh doanh Amway chín mùi các anh chị em mình biết á, là ít nhất là qua 1 năm, đúng không ạ? Qua 1 năm á thì mới kiểm chứng được ha cả nhà ha. Chờ Dũng một xíu, cái laptop nó bị tụt pin. Rồi, ok, Dũng share lại màn hình ha. Rồi, thì các chị em mình biết á, là cái việc mà kiếm tiền chậm hay nhanh á, là do cái năng lực, đúng không ạ? Khi năng lực mình có rồi, thì mình có thể làm rất là nhanh. Khi năng lực mình chưa có, thì mình á, là làm chậm. Đó là chuyện bình thường, đúng không ạ? Cái người á, mà thành công nhanh á, là do họ có rất là nhiều cái nguồn lực trong tay, đúng không ạ? Ngày hôm nay mình phải định vị được cái bản thân của mình. Thứ nhất, mình xuất thân từ đâu, đúng không ạ? Thứ hai, mình đang có những gì trong tay, đúng không ạ? Và mình khi mình xác định được những cái đó rồi, mình sẽ biết được là cái lộ trình mình cần phải đi á, nó sẽ là thời gian khoảng bao lâu, đúng không ạ? Nó sẽ có một cái lộ trình cụ thể khi mình biết được là mình đang đứng ở đâu và mình là ai, các chị em mình ha. Nếu mà ngày hôm nay á, mình xuất phát điểm, đúng không ạ? Mình không có nhiều cái điều kiện trong tay, mối quan hệ xung quanh mình cũng ít, đúng không ạ? Chắc chắn mình cần được cái lộ trình dài hơn những cái người mà có mối quan hệ nhiều, điều kiện tốt, đúng không ạ? Nhưng mà cái quan trọng nhất ở cái ngành kinh doanh của Amway á, các chị đừng có lo, đúng không ạ?
mình ngày hôm nay mình xuất thân như thế nào, mình điều kiện ra làm sao nó cũng không có quan trọng đâu. Tại vì cái đỉnh của Amway nó rất là nhiều các anh chị. Đúng không? Cái quan trọng nhất của Amway Dũng muốn chia sẻ cho tất cả các anh chị em mình á là đường dài mới biết ngựa hay. Đúng không ạ? Chúng ta trong cái sự nghiệp kinh doanh của Amway là ai kiên trì chắc chắn sẽ thành công. Đúng không? Có rất là nhiều người á, họ rất là máu lửa thời gian đầu nhưng mà họ cũng rời đi nhanh chóng trong môi trường kinh doanh này. Có rất là nhiều người á, đúng không ạ? Họ học, bắt đầu họ thực hành, đúng không ạ? Họ thất bại, họ lại học, họ thực hành, họ lại làm tiếp và họ trở nên thành công rất là lớn các anh chị. Và Dũng quan sát á, duy nhất ở giữa cái hai cái người này á, chỉ có một cái duy nhất, đó là một người rất là kiên trì các anh chị, còn một người thì nhanh chóng gọi là bỏ cuộc. Chính vì vậy là cái thành công của trong Amway á, là thành công hay không là đo bởi cái sự kiên trì của các anh chị em mình hay không mà thôi. Đúng không ạ? Còn lại cái việc mà Amway kiếm tiền chậm á, thì nó không hề chậm một chút nào. Thì Dũng so sánh ha, bây giờ là Dũng kinh doanh Amway là đến là 4 năm. Đúng không ạ? Ở trong đây là các anh chị em nào á, có phải là chị Mỹ nè, chị Mỹ là đang làm quản lý công ty cũng hơn là bao nhiêu năm rồi chị Mỹ ơi? Chị Mỹ ơi. Chị làm được hồi 12 năm rồi em. 12 năm đúng chị? Dạ. Ừ. Thì các chị em mình làm một cái bài toán so sánh nè, để 12 năm lên được cấp quản lý như chị Mỹ ở trong truyền thống đúng không ạ? Chắc chắn chị Mỹ phải rất là giỏi để làm quản lý của công ty nước ngoài đúng không ạ? Dũng mất 4 năm. Đúng không ạ? Nhưng mà cái thu nhập của 4 năm của Amway á nó ngang với lại cái thu nhập của cấp quản lý ở trong truyền thống. Đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay có phải là Amway á kiếm tiền nhanh hay chậm? Mình để ý coi. Đúng không ạ? 4 năm so với 12 năm, mình đang rút ngắn hơn 3 lần rồi các chị em mình ạ. Cả nhà hình dung vào cái điểm này chưa? Vậy thì Amway nó kiếm tiền không hề chậm một chút nào hết á. À, cả nhà ha, quan trọng nhất là ngày hôm nay các anh chị em mình á, có nghiêm túc để thực hiện cái sự nghiệp kinh doanh này hay không? Đúng không ạ? Nếu mà nghiêm túc chắc chắn cái thu nhập nó sẽ tới rất là nhanh. À, cả nhà ha. Rồi, tiếp tục. Ồ, Amway hả? Trời ơi, có nhiều người làm nhưng mà bỏ lắm rồi. Giờ mà còn đút đầu vô Amway làm gì nữa hả con? Có bao nhiêu anh chị em mình là nhận được cái câu này, chúng ta giơ tay, chúng ta comment số 2 cho cả nhà nha. Đúng không ạ? Trời ơi, sao giờ này mới bắt đầu kinh doanh Amway hả con? Đúng không ạ? Rất là nhiều cái câu hỏi như thế này. Anh chị em mình comment số 2 nếu mà chúng ta nhận được cái câu trả lời như thế này ạ. Cả nhà ơi, cả nhà đâu hết rồi? Nghe em nghe. Mình không thấy cái khung chat ta. Ủa, cả nhà có đang chat vô cái khung chat không? Có, Dũng ơi. Rồi, ok. Bây giờ đã thấy. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều đúng không ạ? Có rất là nhiều người làm quên mà bỏ. Giờ là còn đi làm Amway, lỗi thời quá rồi. Đúng không ạ? Thì Dũng muốn chia sẻ cho tất cả các chị em mình á. Amway bản chất nó là kinh doanh, đúng không ạ? Kinh doanh chắc chắn sẽ có sự đào thải và luôn luôn có quy luật 80-20, đúng không? Không phải ai làm Amway cũng thành công nha các chị em mình nha. Và cái quan trọng nhất là mình phải nhìn vào thực tế là cái ngành kinh doanh bên ngoài, đúng không? Cũng như là những cái công việc bên ngoài, ở đâu cũng sẽ có những người bị thất nghiệp, ở đâu cũng sẽ có những cái người kinh doanh bị phá sản và thất bại, đúng không? Cho nên á, cái việc mà rất là nhiều người bắt đầu kinh doanh Amway và cũng có nhiều người bỏ cuộc, đó là chuyện bình thường và xã hội. Cả nhà hình dung ha. Và cái quan trọng nhất á, là có rất là nhiều người bỏ đúng không ạ? Nhưng mà giả sử ngày hôm nay các anh chị em mình á, có con đi, các anh chị em mình á, cho nó thi đại học y đúng không ạ? Và nó rất là khao khát để được đậu đại học y và nó học rất là điên cuồng luôn. Nhưng mà đùng cái hai nhà kế bên hàng xóm á, chạy qua nói: "Ôi bà ơi, đừng có cho con của bà đi thi đại học y dược làm gì đó. Con tôi năm ngoái rồi nó mới rớt." Đúng không ạ? Hai người đều nói với các chị như vậy. Thì các chị có sẵn sàng kêu con thôi con chuyển trường để con thi trường khác không? Hay là các chị vẫn tiếp tục động viên con là con hãy thi cho bằng được, đúng không ạ? Ngày hôm nay á, các chị em mình hãy nên nhớ cái điều này: người khác không làm được không có nghĩa là mình không làm được. Cả nhà hình dung ha, người khác không thành công không có nghĩa là mình không thành công, đúng không ạ? Có rất là nhiều người họ đến Amway á, họ làm chơi đúng không ạ? Họ làm nửa vời đúng không ạ? Rồi bắt đầu là họ cảm thấy khó quá, cái xong họ nghỉ mà họ nói ở Amway khó làm quá, nhiều người bỏ. Ủa, có rất là nhiều người á, các chị em mình biết rồi, Dũng gặp rất là nhiều cái trường hợp các chị ấy, là họ đăng ký cái thẻ nhà phân phối của Amway luôn, đúng không ạ? Đăng ký thẻ nhà phân phối, họ để nó nguyên một năm luôn, sau đó năm đó hết hạn cái xong họ kêu họ đã từng làm Amway các chị, chưa hề làm một ngày nào luôn, họ cũng đã nói là họ đã từng làm Amway. Cái hỏi của họ làm như thế nào? Và tôi cũng mở thẻ nhưng mà tôi để cái thẻ đó, tôi đâu kinh doanh gì đâu. Vậy cũng gọi là làm Amway. Đúng không ạ? Cũng có rất là nhiều người các chị em mình biết đó.
đó, nói là có nhiều người bỏ lắm, bạn bè xung quanh tôi bỏ hết rồi, nhưng mà khi mà cái chị em mình kêu bây giờ bạn thử liệt kê những cái người đó thôi, họ đếm mà có khi là không có người nào, chị họ cũng chỉ nghe những người khác nói mà thôi, đúng không ạ? Vậy thì cái kinh doanh Amway chắc chắn nếu mà ai thực sự rất là nghiêm túc học tập, nghiêm túc làm đúng những cái gì mà tuyến trên hướng dẫn á, đúng không ạ, chúng ta chỉ cần làm theo thôi các chị, nghe cái sự hướng dẫn và làm theo y chang cái công thức đó thôi, chắc chắn các chị sẽ có kết quả, đúng không ạ? Cái danh hiệu Platinum giống như Dũng á, nó thực sự đến ngày hôm nay á là bắt đầu từ thời điểm này sẽ rất nhiều Platinum mới xuất hiện các chị, tại vì là bản chất của Platinum bây giờ nó không còn khó như ngày xưa nữa, đúng không ạ? Ngày xưa là kinh doanh rất là ít sản phẩm, mới có 10-12 sản phẩm à, bây giờ các chị biết là hàng trăm sản phẩm rồi và sắp tới là hàng ngàn sản phẩm rồi. Chính vì vậy á, là cái cơ hội kinh doanh Amway càng ngày càng lớn, chứ không phải là càng ngày càng nhiều người bỏ nha các chị em mình ha. Ai bỏ là người đó lỗ ráng chịu, đúng không ạ? Sau này quay lại lúc đó là những người khác đã thành công hết trơn rồi. Cả nhà hình dung ạ. Vậy thì các chị em mình hãy comment đi ạ. Tôi sẽ không bỏ cuộc cho tới khi thành công, đúng không ạ? Tại vì không có cái người thành công nào á mà họ bỏ cuộc giữa chừng đấy các chị. Họ làm đi các chị, làm đi làm lại, làm đi làm lại liên tục cho tới khi đạt được kết quả mà thôi. Đúng không ạ? Giống như là Thomas Edison đã từng hơn 10.000 lần thất bại trong cái việc mà sáng tác ra cái dây tóc bóng đèn. Cả nhà hình dung không ạ? Đó, và ông cũng đâu bao giờ bỏ cuộc đâu. Vậy thì chính vì vậy ấy, ông mới trở nên là một cái hạng vĩ nhân của thế giới. Đúng không ạ? Chính xác. Đúng không ạ? Rất là nhiều người. Cảm ơn tất cả các chị em mình ha. Ok anh ơi. Ok Hiếu, đúng không ạ? Đó, cho nên á là bản thân của mình á là quan trọng nhất các chị em mình ha. Mình chỉ tập trung đúng vào cái mục tiêu mình mong muốn mà thôi, bỏ qua ngoài tai tất cả những cái lời từ chối, những cái lời phản đối, thì chắc chắn các chị em mình sẽ làm Amway rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Rồi tiếp tục. Tôi không có thời gian, đúng không ạ? Rất là nhiều người họ từ chối cái câu này các chị em mình ạ. Khi mà Dũng bắt đầu tuyển dụng á, các chị em mình biết á, là đến thời điểm hiện tại Dũng chắc phải không biết bao nhiêu, Dũng không thể nào đếm được cái sự từ chối đến với Dũng đó các chị em. Các chị em mình hình dung nó rất là nhiều luôn các chị em mình ạ. Rất là nhiều người nói là tôi không có thời gian. Nhưng mà lúc đó Dũng cũng chia sẻ với họ, thực sự là ngày hôm nay các chị đã thực sự đã tự do về thời gian và tài chính hay chưa, đúng không ạ? Cái công việc hiện tại nó có mang lại cái giá trị lâu dài hay không, đúng không ạ? Vậy thì mình đã biết trước cái con đường là cái công việc hiện tại nó không mang lại cho mình cái tương lai tốt đẹp hơn, nó không mang lại cho mình cái thời gian tự do, nó không mang lại cho mình cái tự do về tài chính, vậy thì tại sao mình vẫn phải làm, đúng không ạ? Nó rất là mâu thuẫn nha các chị em mình ha. Mình biết trước luôn rồi đó, mình nhìn cái người mà đi trước mình á, đúng không ạ? Những cái người mà làm công ty mà có thâm niên hơn mình 5 năm, 10 năm, 20 năm á, mình nhìn cái cuộc sống của họ, đúng không ạ? Cuộc sống của họ có gì mới không, đúng không ạ? Cuộc sống của họ có được tự do không, đúng không ạ? Cuộc sống của họ có được trải nghiệm hay không? Nếu mà người ta vẫn chưa có những cái giá trị đó, tại sao mình lại phải vất vả để mà đi theo con đường đó, đúng không ạ? Trong khi đó mình biết trước kết quả là mình sẽ không đạt được gì. Chính xác không ạ? Vậy thì ngày hôm nay không phải là bạn không có thời gian, mà cái thời gian của bạn, bạn đang tập trung cho cái điều nào, đúng không ạ? Cái việc đó có thực sự làm cho bạn có giá trị nên hay không, đúng không ạ? Có thực sự làm cho bạn 3-5 năm nữa, đúng không ạ? 3-5 năm nữa, 10 năm nữa giúp cho bạn tự do được hay không, đúng không ạ? Cái thời gian các bạn tập trung, đúng không ạ? Có thể giúp cho bạn trở nên có giá trị hơn, có giàu có hơn, đúng không ạ? Có thể thừa kế lại được hay không? Nếu mà không á, hãy thay đổi cách làm. Cả nhà hình dung không ạ? Và cái người mà có thời gian á, chỉ có người gọi là nằm ở dưới mồ thôi mới có thời gian các chị em mình ha. Còn tất cả người sống, đúng không ạ? Đều có những cái quỹ thời gian khác nhau, nhưng mà cái quan trọng nhất á là mình đang dùng cái quỹ thời gian đó để làm cái việc gì. Cả nhà hình dung không ạ? Và làm Amway thực sự nó không có tốn rất là nhiều thời gian như các chị em mình hình dung đâu, đúng không? Mình chỉ dành ra một ngày, giống như trong Zoom ngày hôm nay là mình dành ra 1 tiếng, 2 tiếng để mình học tập, đúng không? Mỗi một ngày mình dành ra 1-2 tiếng mình chia sẻ, đúng không? Tích tiểu thành đại, ha cả nhà ha. Và nó sẽ giúp cho chúng ta thành công hơn mỗi ngày, đúng không ạ? Cái quan trọng nhất là bao nhiêu anh chị sẵn sàng dám bỏ thời gian ra để mà xây dựng sự nghiệp kinh doanh, đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em mình sẵn sàng xây dựng, bỏ cái thời gian còn lại của mình á để xây dựng sự nghiệp kinh doanh Amway, mình comment là tôi, được không ạ? Chúng ta sẽ không đi la cà, chúng ta sẽ không đi cà phê tán gẫu bạn bè, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ không làm những cái việc mà vô nghĩa nữa, đúng không ạ? Chúng ta tập trung để xây dựng cái tương lai, đúng không ạ? Thì các anh chị em mình hãy comment tôi,
đúng không ạ? Tại vì Dũng rất là thích những anh chị em nào mà rất là nghiêm túc đúng không ạ? Sắp tới Dũng sẽ tập trung đào tạo cho tất cả các chị em nào mới và trở thành những cái lãnh đạo xuất chúng ha, qua những cái khóa đào tạo của mình, và các anh chị em mình sẽ trở nên tốt hơn mỗi ngày, đúng không ạ? Và sẽ xây dựng kinh doanh rất là tốt, rất là bền vững. Rồi. Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rất là nhiều cái anh chị đã comment đúng không ạ? Rồi. Rồi, ok, quá tuyệt vời. Tiếp tục. Tôi không có nhiều mối quan hệ, đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị là cảm thấy cái điều này? Anh chị nào mà đang cảm thấy là có vấn đề về mối quan hệ đúng không ạ? Mình không có mối quan hệ nào hết trơn á. Đúng không ạ? Đúng rồi, em truyền là hôm qua em truyền liệt kê danh sách cho Dũng là cái chị em mình biết là 5 người. Đúng không ạ? Mối quan hệ của truyền là 5 người đúng không ạ? Rồi, anh chị em nào mình cứ liệt kê đi ạ. Có bao nhiêu chị em mình cảm thấy bắt đầu âm quay á là mình cảm thấy là ít mối quan hệ quá. Đúng không ạ? Không biết là cái ngành này nó cần nhiều mối quan hệ nó mới thành công các chị. Anh chị em mình nào đã có những cái suy nghĩ như này ạ, chúng ta comment liền ha, tôi ha. Đúng ạ, rồi ok. Thì các chị em mình biết á là cái việc mà tôi không có thời gian, tôi không có mối quan hệ á, thì thực sự á nó cũng không phải là một cái điều gì đó ghê gớm đúng không chị? Mối quan hệ là xung quanh bản thân mình, đúng không ạ? Cái quan trọng nhất á là mình có chịu kết nối mối quan hệ hay không, đúng không ạ? Xung quanh chúng ta có rất nhiều mối quan hệ ha chị em mình ha, rất nhiều luôn, cực kỳ nhiều luôn, đúng không ạ? Mà do chúng ta không biết cách kết nối mà thôi. Các anh chị em mình biết là lúc mà Dũng khởi nghiệp á, năm 24 tuổi, lúc đó mối quan hệ của Dũng á cũng chỉ là những cái người bạn đại học đúng không ạ? Mà những cái người bạn đó mà khi Dũng chia sẻ Amway á thì họ nghỉ chơi Dũng hết trơn rồi, đúng không ạ? Thậm chí các anh chị em mình biết là cái người bạn gái cũ á, là khi mình bắt đầu làm Amway luôn thì bạn mới nói là bây giờ là anh chọn Amway hay là chọn em, đúng không ạ? Thì các anh chị em mình biết là Dũng đã quyết định lựa chọn cái sự nghiệp của mình, đúng không ạ? Tại vì Dũng biết là một người đàn ông chắc chắn phải có cái sự nghiệp trước rồi mới tính đến những cái khác. Cả nhà hình dung ạ. Và lúc đó Dũng bắt đầu rất là khó khăn các chị em mình ha. Cực kỳ khó khăn luôn. Rất là nhiều thử thách. Thứ nhất là mình tiền không có nhiều nè. Rồi cái thứ hai là mình không có mối quan hệ nhiều nè. Rồi cái thứ ba là mình ăn nói thì quá dở luôn. Ngày xưa là sống rất là nội tâm luôn. Làm bạn với lại game với lại laptop thôi. Không có chơi với ai hết. Đúng không ạ? Không có gì hết. Thì lúc mà khi mà Dũng đã hiểu được cái giá trị của Amway á, các chị em mình biết là Dũng biến tất cả những người lạ thành người quen của mình hết luôn, đúng không ạ? Có những cái thời điểm mà Dũng phải ra những cái hệ thống siêu thị á, Aeon Mall Bình Tân, Aeon Mall Tân Phú, E-Mart đúng không ạ, Lotte Mart Cộng Hòa, Vincom Cộng Hòa đúng không ạ? Những cái hệ thống siêu thị đó là rất là nhãn mặt Dũng rồi các chị em mình ha. Ở trong đây là có đội nhóm của Dũng nè, là những người đồng hành với Dũng thời gian đầu á, là đã chứng kiến tất cả mọi thứ, đúng không ạ? Anh nằm về những cái hệ thống siêu thị đó luôn và đi làm quen từng người một, đúng không ạ? Và các chị em mình biết đó là do Dũng rất là khao khát thành công. Trong Zoom này là có chị Loan nè, đúng không ạ? Là một nhà phân phối, là tuyến dưới của Dũng. Mà chị đó là cũng ra là từ hệ thống siêu thị Aeon Mall Bình Tân, đúng không ạ? Đó, Dũng làm quen chị Loan cũng ở trong siêu thị Aeon Mall Bình Tân. Và bây giờ chị là một trong những nhánh 12% của Dũng, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Thì các chị em mình biết là cái mối quan hệ nó không có quan trọng. Quan trọng ngày hôm nay là chúng ta có thực sự muốn thành công hay không mà thôi, đúng không ạ? Các anh chị em mình đã sẵn sàng muốn thành công hay chưa, đúng không ạ? Anh chị em nào đã sẵn sàng chúng ta comment có, đúng không ạ? Rồi cả nhà comment có đi ạ, đúng không ạ? Khi mà chúng ta đã sẵn sàng muốn thành công rồi, tất cả mọi thứ sẽ đến với chúng ta, tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng ta, cả nhà ha. Chỉ cần chúng ta muốn mà thôi, nó sẽ tới, đúng không ạ? Chắc chắn nó sẽ tới, đúng không ạ? Và cái kinh doanh của Amway á là nó không cần quá nhiều mối quan hệ giống như bên ngoài đâu các anh chị em mình ha. Không cần phải cả ngàn khách hàng, hai ngàn khách hàng hay gì đó. Mình chỉ cần chăm tốt những người thân xung quanh của mình, là từ đó nó sẽ tạo ra rất nhiều mối quan hệ rồi. Cả nhà hình dung ạ? Chỉ cần những cái mối quan hệ xung quanh của mình thôi là nó đã tạo ra rất là nhiều cái mối quan hệ của mình rồi.
Đúng không ạ? Quan trọng nhất là các anh chị em mình á là có chăm sóc tốt những người đó hay không mà thôi. Đúng không ạ? Rồi, tiếp tục. Tôi bị gia đình phản đối, bao nhiêu các anh chị em mình được cái câu trả lời này? Chúng ta comment có. Đúng không ạ? Trời ơi, vợ tôi phản đối quá. Nó không nấu cơm cho tôi ăn luôn. Rồi chồng tôi đuổi tôi ra khỏi nhà luôn. Đúng không ạ? Trời ơi, ba mẹ em là quýnh em lên bờ xuống ruộng luôn khi em mới bị luôn. Hiểu mới bị. Đồng cảnh ngộ quá. Dũng nhớ ngày xưa quá các anh chị. Mỗi lần chia sẻ cái bài này Dũng rất là cảm xúc luôn. Tại vì đây là những cái thực sự là Dũng đã trải qua rất là thấm thía cả nhà. Đúng không ạ? Tôi bị gia đình phản đối. À, mới về chia sẻ sự nghiệp gia đình. Rồi, ok Hiếu. Cái này là chưa trải nghiệm mà đã chia sẻ nè. Này là phải phạt là chầu cà phê nha. Rồi, ok. Thì á, còn anh chị em nào mình bị phản đối nữa chưa? Để Dũng chia sẻ luôn. Đúng ạ. Cái chủ đề này rất là hay luôn các chị. Mình được cả đồng nghiệp luôn, đúng ạ. Gia đình, đồng nghiệp, bạn gái, người yêu, vợ chồng phản đối. Đúng ạ, rất là nhiều. Thì các chị em mình biết á. Ngày xưa là lúc mà Dũng bắt đầu kinh doanh Amway á, thì Dũng là một người cực kỳ anti, nghĩa là cực kỳ ghét về cái ngành này. Các chị em mình ha, không đơn giản là Dũng trở thành nhà phân phối của Amway đâu. Dũng đã từ chối Amway đến đây là 4 lần. Trước khi bắt tay làm Amway, Dũng từ chối rất là gay gắt luôn các chị. Hồi đó là vợ của Dũng á, vợ Dũng hiện tại á, là chia sẻ cho Dũng cái kinh doanh Amway. Đúng không ạ? Một trong những người đầu tiên chia sẻ. Và sau đó là Dũng nghỉ chơi hết nguyên năm luôn, không thèm nói chuyện luôn. Đúng không ạ? Sau đó là đến thằng bạn thân. Rồi sau đó là đến một bé là lúc Dũng đi Singapore về thì đi du lịch chung á, thì nó về nó cũng chia sẻ Amway. Đúng không ạ? Và cái người cuối cùng chia sẻ Amway cho Dũng á, là ba của Dũng. Đúng không ạ? Và Dũng cảm thấy là giống như là mình á, là ghét của nào trời trao của đó vậy. Đến lần thứ tư luôn các anh chị, quá tam ba bận rồi, không còn cách nào để từ chối nữa rồi. Ba mình cũng xuống nước, ba mình năn nỉ mình là con đi tìm hiểu đi. Đúng không ạ? Và lúc đó là Dũng mới quyết tâm là đi tìm hiểu Amway. Và sau khi hiểu được cái giá trị của Amway, Dũng mới bắt đầu làm Amway ha. Cho nên Dũng cũng rất là thông cảm so với những các anh chị em nào đã bị từng bị từ chối phản đối, đúng không ạ? Tại vì bản thân trước đây Dũng cũng đã từ chối và phản đối nó mà, đúng không ạ? Và cái quan trọng nhất á là khi Dũng bắt đầu làm Amway, các chị em mình biết á, là gia đình hai bên á phản đối kinh hoàng luôn á. Và nó là kịch liệt, đúng không ạ? Chửi te tua tới tấp, xối xả mặt mày, đúng không ạ? Nội ngoại hả, bu vô chửi hả, không còn cái miếng giáp nào luôn các chị. Ngày xưa là lúc Dũng đang học đại học năm 3 của Đại học Nông Lâm, đúng không ạ? Nếu mà theo cơ cấu thì sau này sẽ ra làm ở sở đất đai, đúng không ạ? Tại vì ba là làm trong nhà nước quen rất là nhiều. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, là khi Dũng bắt đầu biết Amway á, là Dũng quyết định là không đi học nữa luôn. Ừ, Dũng nhìn thấy được cái con đường tương lai của mình rồi, đúng không ạ? Và Dũng kiên định. Và Dũng nói với ba với mẹ á, là bây giờ là con quyết định là con nghỉ học, con không có học nữa. Tại vì con nhìn thấy được cuộc đời của con á, là do con tự làm chủ, đúng không ạ? Mình phải tự làm chủ. Và sau đó các chị em mình biết là nội ngoại của Dũng á, thì dòng họ bên nội á, của Dũng á, là rất là học rất là giỏi luôn. Các anh chị là toàn là những cái bằng thạc sĩ rồi tiến sĩ. Các anh chị hình dung là người miền Bắc mà họ rất là trọng cái việc học luôn. Và các bác là hơn 10 bác gọi vô là chửi tè le hột me hết trơn các chị. Chửi quá trời chửi luôn. Và Dũng cảm thấy á, là hồi đó là mình cũng lì ghê, đúng không ạ? Nhận được rất là nhiều cái sự ăn chửi như vậy mà mình vẫn kiên cường các chị. Sau đó là đến lượt ông bà ngoại ở dưới Vũng Tàu. Mỗi lần về Vũng Tàu các chị biết là rất là hạn chế tới nhà ông bà ngoại luôn. Cứ mỗi lần tới hay là ngồi xuống ngồi xuống đây ăn miếng bánh uống miếng nước, ông kể cho mày một câu chuyện huyền thoại, đúng không ạ? Ngày xưa ông như thế nào như thế kia, đúng không? Bây giờ các cậu các gì rồi học hành tới nơi tới chốn rồi làm công ty nọ công ty kia, đúng không ạ? Rồi con nhà bà này con nhà bà kia, đúng không ạ? Đem ra so sánh đủ các kiểu các chị. Cốt yếu chỉ để cho Dũng nghỉ Amway và bắt đầu á là bắt Dũng đi học lại. Nhưng mà Dũng nói với ông bà của mình á là ngày hôm nay đây chính là cái sự lựa chọn của cuộc đời con, đúng không ạ? Ông bà ngoại á, là không thể nào mà nuôi con suốt cả cuộc đời này, đúng không ạ? Giàu hay nghèo, sướng hay khổ là do con chịu. Và lúc đó Dũng mới nói với ông bà ngoại là chắc chắn Dũng sẽ thành công do Amway. Và các chị em mình biết rồi, cái thời điểm mà Dũng nói với ông bà ngoại lúc đó Dũng chưa có cái phần trăm nào hết trong cái kinh doanh này hết các anh chị, đúng không ạ? Cũng mới bắt đầu thôi, 3 đến 6 tháng cũng làm gì có nhiều tiền trong Amway đâu, đúng không ạ? Nhưng mà Dũng vẫn rất là kiên định. Và có những cái buổi chia sẻ các chị em mình biết là đi về trời ngập, bắt đầu là mình khóc ở giữa đường luôn. Tại vì sao?
mà mình cảm thấy tại sao mình lại phải chịu khổ như thế này các anh chị, đúng không ạ? Mình đôi khi mình cũng phải hỏi lại là những cái khổ cực này bao giờ nó sẽ qua, đúng không ạ? Nhưng mà rất là may mắn là trời không bao giờ phụ lòng người các anh chị. Khi các anh chị tin tưởng vào một cái niềm tin bất diệt, khi các anh chị chiến đấu cho những cái lý tưởng vĩ đại của các anh chị, khi các anh chị và các bạn á chiến đấu cho cái ước mơ của các anh chị các bạn, chắc chắn các anh chị và các bạn sẽ nhận được cái thành quả rất là lớn, đúng không ạ? Cho cái niềm tin đó, đúng không ạ? Và chính vì vậy là ngày hôm nay các anh chị mình biết là khi Dũng hoàn thành Platinum của Amway á, đúng không ạ, trong cái mùa Covid rất nhiều người phải ở nhà, rất là nhiều người bị thất nghiệp, đúng không ạ? Dũng lon ton qua nhà ông bà ngoại chơi, hỏi ủa sao dạo này cháu thấy rảnh rang quá, không thấy đi làm, mọi người bây giờ đang còn phải lo đi xin việc, đúng không ạ, chuyển công ty đó, thì mình vẫn cứ ngồi chơi thôi, qua nhà ông bà lâu lâu ngồi đánh bài, đúng không ạ, bắt đầu tâm sự nói chuyện, đúng không ạ? Và ông bà cảm thấy ok, thằng này nó rất là hay, nó rất là giỏi, đúng không ạ? Bây giờ lại khen ngược lại cái chị. Và tất cả những cái các bác ngoài Bắc cũng vậy. Và Dũng thấy á, có một câu Dũng muốn tặng cho các anh chị á, cái sự thành công chính là cái sự trả thù ngọt ngào nhất, đúng không ạ? Thay vì các anh chị chỉ nói, các anh chị hãy hành động đi, đúng không ạ? Khi các anh chị thành công rồi á, mọi chân lý nó đều đúng hết, cả nhà vô ạ. Cái người thành công, đúng không ạ, cái người mà nhiều tiền, đúng không ạ, nói cái gì nó cũng đúng, nói cái gì nó cũng thét ra lửa, nói cái gì nó cũng chất lượng, đúng không ạ? Chính vì vậy hãy đặt mục tiêu cho mình thành công thật là lớn trong Amway, đúng không ạ? Tất cả những cái sự từ chối, tất cả những cái sự phản đối, tất cả những cái đau thương, tất cả những cái thách thức, nó sẽ rất là có giá trị khi các anh chị em mình thành công. Và khi chúng ta đứng trên những cái sân khấu lớn thì chúng ta chia sẻ của những cái kinh nghiệm thành công của mình, đúng không ạ? Những cái sự thành công của mình, lúc đó các anh chị mới cảm thấy rất là tự hào và tuyệt vời về bản thân mình. Cả nhà hình dung ạ. Và Dũng muốn gửi gắm cho tất cả các chị em mình, cái việc từ chối chắc chắn nó sẽ xảy ra, đúng không ạ? Chắc chắn nó sẽ xảy ra các chị em mình ha. Chúng ta bắt buộc phải đối diện với nó, đúng không ạ? Muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn trở nên thành công, muốn trở nên vĩ đại hơn, đúng không ạ? Chúng ta phải vượt qua tất cả những cái thứ này. Rồi, cả nhà hãy Dũng ạ. Đây chính là những cái gì mà Dũng muốn chia sẻ cho tất cả các chị em mình ngày hôm nay, để cho chúng ta biết được và chúng ta vững niềm tin, đúng không ạ? Chúng ta có thể là chiến đấu cho những cái ngày tháng sắp tới, được không ạ? Rồi, ok. Bao nhiêu anh chị là cảm thấy là cái buổi chia sẻ ngày hôm nay rất là có ích cho tất cả các chị? Chúng ta hãy comment đi ạ. À, Dũng rất là muốn Dũng rất là muốn chia sẻ cho các anh chị, đúng không ạ? Có Thái, là anh Thái không ta? Phải anh Thái ngoài Hà Nội không ta? Ok, cảm ơn Thịnh, cảm ơn chị Mỹ, cảm ơn Tính, cảm ơn em Truyền, cảm ơn Hùng, đúng không ạ? Cảm ơn anh Hùng, cảm ơn anh Thái, cảm ơn Hiếu. Rồi, ok, anh Thái hôm nay mới học xong, dạ. Rồi, thì đó chính là những cái gì mà Dũng muốn chia sẻ cho tất cả anh chị em mình ngày hôm nay ha. Nhưng mà cái quan trọng nhất là anh chị em mình có cái câu hỏi nào thắc mắc không ạ? Chúng ta sẽ dành vài phút để giao lưu. Dạ, cảm ơn anh Thái, cố lên nha anh Thái. Thị trường Hà Nội rất là khủng khiếp luôn á, rất là tiềm năng luôn á. Quan trọng nhất là bây giờ là đánh chiếm như nào để lấy được hết thị phần nữa mới ngon. Rồi, ok, cảm ơn Hiếu. Cả nhà mình có những cái câu hỏi nào thắc mắc thì chúng ta có thể là comment ha, hoặc là chúng ta có thể bật mic. Xác, Hà Nội là một thời hoàng kim của Amway đấy anh Thái ơi. Ngày xưa thị phần Amway Hà Nội rất là nóng, và cũng rất là nhiều người họ làm sai á. Cho nên bây giờ là cái thời mà làm đúng lại, và chúng ta sẽ làm Amway một cách hoàn hảo nhất để có thể là trở nên gọi là sáng giá nhất trong cái thị trường Hà Nội. Các anh chị em mình có cái câu hỏi nào thắc mắc không? Vâng, anh Dũng, em cho em hỏi một câu nha. Ok, Hùng ơi.
lúc đầu mà anh bắt đầu mà tập trung vào công việc của anh quay á, thì giống như ví dụ như là anh chưa có xe nè, không có tiền nè, lại là nói chung là mọi thứ tất cả là mình trắng tay hết, thì bắt đầu anh làm gì như thế nào mới bắt đầu vừa được thấy thành công. À, rồi ok. Thì cái lúc mà Dũng bắt đầu kinh doanh quay, các chị em mình biết đó, là hồi đó là mình chỉ mua được một vài cái sản phẩm để mình trải nghiệm, đúng không? Sau đó là mình bắt đầu á, mình dùng chính những cái sản phẩm đó để mình chia sẻ cho khách hàng ha, mình bán cho khách hàng, mình xây dựng khách hàng, những khách hàng đầu tiên á, đúng không? Và cái sau đó là mình á bán lẻ, đúng không? Nếu mà anh chị em mình á trong Zoom này á mà chưa có được nhiều á, chúng ta hãy tích cực bán lẻ ha cả nhà ha. Sau khi mình lấy chính những cái đó mình tái tiêu dùng á, bắt đầu là mình xây dựng sự nghiệp. Thì lúc mà Dũng làm Amway, các chị em mình biết là trước giờ Dũng chỉ làm có mỗi một cái công việc kinh doanh Amway thôi, chưa bao giờ làm những cái công việc kinh doanh bên ngoài, cũng như là những cái công việc đi làm công ăn bên ngoài. Thời mà Dũng lên trên Sài Gòn á, là cái gì mình biết á, là Dũng có 5 triệu hai vợ chồng đó, hai vợ chồng lên Sài Gòn thuê nhà và thuê cái phòng trọ, đúng không, để bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh Amway và dùng chính những cái tiền của Amway để sinh sống luôn. Tại vì Dũng đặt ra một cái mục tiêu á, là mình quyết tâm, mình quyết định thành công lớn ở trong cái sự nghiệp này. Các chị biết là có những cái thời điểm Dũng làm 12 tiếng một ngày, 14 tiếng một ngày luôn, làm rất là khủng khiếp luôn, đúng không ạ? Nhưng mà Dũng khuyến khích anh chị em mình á, là mình nên làm part time ha, tại vì Dũng hơi điên xíu, đúng không? Tại vì là Dũng á, là không muốn là gọi là bị mất tập trung bởi bất cứ một cái công việc nào, đúng không ạ? Nhưng mà các chị em mình á, nếu mà ai cảm thấy đủ tự tin thì hãy làm như Dũng ha. Còn lại mình vẫn nên có một công việc duy trì, đúng không ạ? Để có thể là mình làm Amway nó không có bị áp lực về cái tiền duy trì hàng ngày, đúng không ạ? Rồi, thì khi mà Dũng bắt đầu thì cả nhà biết là Dũng cũng làm cơ bản thôi, đúng không ạ? Dùng sản phẩm thì mình dùng trong cái phạm vi mình cho phép, đúng không ạ? Những cái sản phẩm gia dụng nè, những cái sản phẩm về chăm sóc cá nhân nè, rồi dinh dưỡng mình dùng một vài món nhỏ nhỏ, vitamin C, daily, đúng không ạ? Đó, cái bắt đầu là sau này mình kiếm được tiền qua Amway rồi, bắt đầu mình lại đầu tư, mình sử dụng hơn, đúng không? Mình xài những cái sản phẩm rất là chất lượng hơn, giống như là mình xài nhiều vitamin hơn, mình bắt đầu là mình cho vợ xài cả mỹ phẩm của Amway, đúng không ạ? Bây giờ các anh chị mình biết là một tháng là Dũng dành tới 1/3 cái thu nhập của mình để sử dụng sản phẩm Amway, đúng không ạ? Rất nhiều dinh dưỡng luôn, sử dụng rất là nhiều luôn, và Dũng tâm đắc, rất là tâm đắc cái sản phẩm. Cho nên rất là nhiều người họ gặp Dũng á, họ hỏi ủa sao càng ngày càng trẻ lại, đúng không ạ? Gần như không có dấu hiệu bị lão hóa. Thì lúc đó là mình bán hàng rất là dễ luôn. Và Dũng cảm thấy những người thầy mình dạy mình rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Thầy của Dũng luôn luôn nhắc là hãy là sản phẩm của sản phẩm. Ngày hôm nay con muốn trở nên tốt hơn, muốn trở nên đẹp hơn, muốn trở nên ảnh hưởng người khác hơn, thì bản thân con cũng phải là đẹp hơn và trở nên khỏe hơn, đúng không ạ? Ảnh hưởng người khác thì con mới bán được hàng, đúng không ạ? Và thầy của mình luôn luôn dạy như vậy các chị. Và khi mình, đúng là ngày trước anh chị em nào mà đã gặp Dũng trước đây, đúng không ạ, đã đồng hành với Dũng trước đây, các anh chị em mình đều biết là Dũng rất là mập, rất là xấu, rất là già, đúng không ạ? Cái hình đó đây nè, cho cả nhà coi luôn. Cường ơi, em thả quyền xe cho anh biết Cường ơi, để cho cả nhà thấy là ngày xưa Dũng kinh điển như thế nào, lúc mà Dũng khởi nghiệp. Anh phải tắt cái kia, tắt cái máy tính đi mới lấy xe được. À đúng rồi, anh quên mất. Rồi ok. À đây, cái thời mình lập nghiệp đây, cho các anh chị em mình thấy là ai rồi cũng sẽ từ cù bắp mà trở nên gọi là vĩ đại, đúng không ạ? Ngày xưa là Dũng chạy con xe, mà Dũng nhớ là cái con xe mượn của mẹ, đúng không ạ? Thừa kế của mẹ. Chiếc xe SCR hơn 15 năm chạy kêu sọc khởi nghiệp. Đây, lúc này là lúc đang làm Amway cách đây 4 năm là cái chị em mình thấy không ạ? Rất là xấu luôn, đúng không ạ? Kể cho em nữa. Đúng không ạ? Rất là xấu luôn các chị. Đó. Đó. Và cái hồi lúc mà Dũng như này nè, mập, lúc này là 40 kg nè, 80 kg nè các chị, 80 kg, và nhìn như một ông chú luôn ha. Mình cảm thấy là rất là may mắn khi mình biết rồi đến Amway cho mình đẹp hơn, cho mình trở nên tuyệt vời hơn. Đâu rồi cái hình mà mập mập của mình đâu vậy? Đây là cái hình rất là mập, đúng không ạ? Cả nhà thấy chưa? Cả nhà comment đi. Dũng của ngày xưa nè, đúng không ạ? Đó, rất là mập luôn ha các anh chị em mình ha. Và bây giờ, đúng không ạ?
càng ngày sẽ càng chạy lại. Nếu mà các anh chị em nào mà trải nghiệm sản phẩm quay rất là nghiêm túc nha, chắc chắn các anh chị em mình sẽ càng ngày càng khỏe hơn và chạy hơn rất là nhiều luôn, đúng không ạ? Thì đây chính là cái công thức mà Dũng đã áp dụng rất là thành công. À, cả nhà ha. Rồi, ok. Ok ha Hùng ha. Nhớ chia sẻ em biết cái bí quyết cả nhà. Rồi, ok, chắc chắn rồi, phải có chứ. Ok Hùng. Rồi. Anh Thái có câu hỏi là có cách nào tiếp cận khách hàng khác hơn kiểu truyền thống hiện tại? À, anh Thái ơi, bây giờ hiện tại của Amway á, là nó cũng có thể là kết hợp, ví dụ như là ngày xưa là cái thời mà mạng xã hội, đúng không ạ? Facebook, Zalo nó chưa có phát triển, đúng không ạ? Thì nhà phân phối là chưa có biết là như thế nào, đúng không ạ? Chưa biết là đăng bài như thế nào, đúng không ạ? Thì bây giờ mình có thể là đăng bài, đúng không ạ? Mình có thể là post những cái trải nghiệm, ví dụ như là mình xài sản phẩm, đúng không ạ? Mình thấy ở nước rửa chén rất là tuyệt vời, mình đem ra mình demo, mình rửa rau củ quả luôn, xong mình quay cái đoạn video clip, mình post lên Facebook, đúng không ạ? Mình kêu mình chỉ thả một vài câu, các bác nhà các bác có cái nước rửa chén nào mà rửa được rau củ quả không, đúng không ạ? Em mới sắm một chai chẳng hạn như vậy. Thì đồng nghĩa với cái việc đó, nó sẽ giúp cho cái khách hàng nó sẽ tiếp cận rất là tự nhiên và nhẹ nhàng. Hai anh Thái ha. Chứ nó không giống như ngày xưa, đúng không ạ? Nghĩa là bây giờ sản phẩm quay là mình có thể review, mình có thể làm review. Ví dụ như anh chị em nào á, mình đang xài sản phẩm, mình có thể review trên Facebook hoặc Zalo của mình, đúng không ạ? Và chính vì những cái review mà chân thật như vậy á, những cái mình đang trải nghiệm á, mình đang dùng á, mình review á, thì mình sẽ có những khách hàng ha. Và khách hàng của Amway mình chỉ 120 khách hàng à, mình không cần nhiều đâu. Mình Dũng sẽ đào tạo cho các chị em mình á, một bài nữa, đó là làm thế nào làm chuẩn trong kinh doanh Amway và cách xây dựng hệ thống bền vững ha cả nhà ha. Và Dũng sẽ thông báo cái lịch đào tạo sau lên group đó, thì sẽ giúp cho các anh chị em mình nhìn rõ nhất cái con đường kinh doanh Amway. Chúng ta không cần phải quá nhiều khách hàng, nhưng mà chúng ta vẫn có thể thành công rất là lớn trong ngành kinh doanh này, được không ạ? Rồi, ok anh Thái ha. Rồi, khách hàng và nhà phân phối khác nhau như thế nào Truyền ơi? Khách hàng với nhà phân phối á, thì khách hàng là em chỉ có mở thẻ để cho họ tiêu dùng được thôi, họ không có kinh doanh được. Còn nhà phân phối là cái thẻ của mình là có quyền mở thẻ cho người khác và có quyền kinh doanh. Còn bản chất nó là như nhau hết, đều mua hàng giảm giá 15%, đều được hưởng khuyến mãi như nhau hết. Hai Truyền ha. Rồi, ok. Khoan, đúng anh ơi, cho em hỏi anh. Mình muốn trở thành một nhà phân phối là mình phải làm việc như thế nào mới được trở thành là nhà phân phối? À, mình học 8 tiếng là xong rồi Hùng ơi. À. Học xong là thành nhà phân phối rồi đó. À, vậy là vậy. Ai cũng sẽ trải qua cái 8 tiếng đó. Trải qua 8 tiếng thì mới được chứng nhận là trở thành nhà phân phối ha Hùng ha. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, ok. Tí nữa tranh thủ học vài chủ đề nha. Chắc là 2-3 ngày là hoàn thành rồi. Rồi, ok. Còn anh chị em nào mình còn câu hỏi nữa không?